Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình bình luận âm nhạc hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ông là một trong số 14 nhạc sĩ được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh vì những đóng góp to lớn bằng âm nhạc qua các tác phẩm trong những năm kháng chiến và thời kỳ xây dựng đất nước. Trao đổi đôi nét về thân thế và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, hôm nay chúng tôi mời nhạc sĩ Trương Quang Lục, người đã có nhiều năm làm việc và gắn bó với nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Trương Quang Lục. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp có một cái bút danh thường dùng, đó là bút danh thường dùng của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Nhưng mà cũng có nhiều người nhầm là ổng là họ Hoàng, nhưng mà thực ra không phải, đó là bút danh thôi. Chứ còn tên thật của nhạc sĩ Hoàng Hiệp là Lưu Trần Nghiệp, cho nên ổng là họ Lưu, chứ không phải là họ Hoàng. Trong kháng chiến Trung Mỹ thì thỉnh thoảng nhạc sĩ Hoàng Hiệp cũng có dùng một cái bút danh là Lưu Nguyễn. Đó là bút danh Lưu Nguyễn của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Còn cái anh chàng Lưu Nguyễn thực là con của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, mà hiện nay là công tác ở đài truyền hình thành phố, truyền hình ta đây. Thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp là sinh ngày mùng 1 tháng 10 năm 1931 tại Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang. Chắc có lẽ nhạc sĩ Hoàng Hiệp cũng như rất nhiều nhạc sĩ khác đấy, thì đều là đến với âm nhạc từ thuở ấu thơ. Đúng như vậy, tức là thế này, sau cách mạng tháng 8 á, thì rồi đến năm bộ kháng chiến, rồi ngay từ hồi niên thiếu thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã rất là thích hát. Rồi cũng từng tham gia ở trong các cái đoạn tuyên truyền xung phong ở An Giang. Gia đình thì nghèo nhưng cũng cố sắm cho nhạc sĩ Hoàng Hiệp một cái chiếc mandolin. Một cái chiếc đó nó cũng giống mandolin đó. Nhưng mà cái bầu đàn của nó không phải là bằng gỗ, bằng cây, bằng da, mà bằng da có bịt da trống. Thì cái chiếc mandolin nó cũng đi mãi với nhạc sĩ Hoàng Hiệp trong thời gian kháng chiến chống Pháp. Còn đến trong Mỹ ông đi tập cái rồi thì là không biết chiếc đàn bây giờ còn ở đâu. Thế thì từ đó nhạc sĩ Hiệp từ mày mò học đàn, không ai dạy trực tiếp đâu, không có những cái lớp như là các cái nhà văn hóa như hiện nay. Đó. Từ học đàn, rồi từ học ký âm, gặp ai biết thì là hỏi thêm, dần dần có thể hát và có thể đánh đàn được trong các cái buổi liên hoan địa phương. Và cũng đã tiếp xúc với một số các cái tác phẩm của đàn anh, đàn anh lớn. Mà cái thần tượng âm nhạc đối với nhạc sĩ Hoàng Hiệp là có hai ông, tức là những cái tác phẩm của Văn Cao và của Lưu Hữu Phước. Thường thường nói về nhạc sĩ sáng tác đấy thì hay nói đến cái tác phẩm âm nhạc đầu tiên. Thì đối với nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì bài đầu tiên là bài gì? Ông viết vào lúc nào? Vâng, nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì trong kháng chiến chống Pháp á, khoảng năm 48 á, thì trên đường đi công tác, lúc đó thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp khoảng độ 17, 18 tuổi gì đó. Thì trên đường đi công tác xa thì anh được một cái tin rất là đột ngột, là em gái ruột ở quê nhà vừa mới mất. Trước cái tang đau đớn này thì anh chỉ còn biết mượn tiếng đàn để thổ lộ cái nỗi buồn của mình. Thế là giai điệu và ca từ của một cái sáng tác mới được hình thành. Tuy rằng anh hoàn toàn không có một cái ý định nào là mình sẽ sáng tác một cái ca khúc gì cả. Cho nên bài đó đến hiện nay là anh cũng không còn nhớ là tựa đề là gì và giai điệu ra sao, lời ca ra sao. Kể cả vài ba bài nữa sau đó ra đời cũng ở một cái tình trạng là bây giờ hỏi nhạc sĩ Hoàng Nghiệp bài đó tên gì, tựa đề là gì, giai điệu sao là ông quên mất. Thế như vậy là trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã bắt đầu đi vào con đường sáng tác âm nhạc, thì song song với cái sự nghiệp gọi là đi theo kháng chiến. Thế nhưng mà thực tế thì chắc là phải đến khi mà ông tập kết ra Bắc và bắt đầu được đi học thì cái sự nghiệp âm nhạc của ông mới là thực sự phát triển. Thì tôi nhớ là thế này, trong một cái đoạn hồi ký của nhạc sĩ Hoàng Hiệp á, thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp anh cũng đã có nói lên cái lòng biết ơn cách mạng đối với cái con đường âm nhạc của mình. Một cái câu, viết một câu mà nguyên văn là như thế này: chính cách mạng đã thúc đẩy tôi ngày càng đi sâu vào con đường âm nhạc. Sau ngày tập kết ra Bắc thì cách mạng còn giúp tôi được học hành để phát triển năng khiếu, và nhờ đó mà tôi theo đuổi con đường sáng tác âm nhạc cho đến ngày nay. Tôi nhớ là nhạc sĩ Hoàng Nghiệp khi mà ra Bắc thì được vào cái
cái trường âm nhạc Việt Nam. Trường âm nhạc Việt Nam lúc bây giờ nằm ở Cầu Giấy đó. Thạc sĩ Trần Quốc Bích chắc nhớ nằm ở Cầu Giấy thì nhạc sĩ Hoàng Nghiệp vô học ở đó và tốt nghiệp ở đó. Tôi còn nhớ là khoảng năm 1956 thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã viết một cái tác phẩm đầu tay, coi như là có thể đầu tay nhưng mà rất là nổi tiếng. Nổi tiếng mà đầu rất tay nhiều mà đã người nổi biết tiếng đến tức là cái tác phẩm mà câu hò bên bờ Hiền Lương mà phần lời thì là lời cùng với Đằng Giao. Đằng Giao thì đằng nhạc sĩ có thể nói cụ thể thêm về cái tác phẩm này. Và thì đúng là đây là một cái sáng tác đầu tiên của đầu tiên mà đầu tiên đến với quần chúng. Có thể trước đó là đầu tiên ông đã viết gì đó nhưng mà quần chúng chưa biết. Nhưng mà phải nói là đến cái thời kỳ đó, đến cái thời gian đó, tức là năm 56 thì là cái bài đó. Thì năm 56 là bắt đầu thôi, bắt đầu để có cái cảm xúc viết bài này. Thì năm 56 thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp có dịp từ Hà Nội vào Vĩnh Linh. Mà chúng ta biết Vĩnh Linh là cái giới tuyến giữa hai miền Nam Bắc. Thì miền Trung lúc bây giờ là đang là mùa mưa. Mà chúng ta nhớ là mưa ở miền Trung đó, thì là mưa dầm mưa dày, mưa hết cả ngày, suốt cả ngày, đôi khi là suốt cả tuần. Chứ không phải là nắng sớm nắng chiều mưa như là đất Nam Bộ mình ở đây đó. Cho nên mưa dầm dày như thế thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp mới đội mưa đi dọc cái bờ Bắc sông Bến Hải và bước lên cầu Hiền Lương. Nhưng mà bước lên cầu chỉ bước được nửa cầu thôi là vì cái cầu nó nằm giữa cái cầu đó, nó bắc qua sông Hiền Lương. Thì một nửa cầu là thuộc chính quyền miền Nam, chính quyền cũ thì quản lý, còn nửa cầu thì là do chính quyền miền Bắc quản lý. Thì nửa cầu mà có cái đặc biệt thế này, mình rất là muốn sơn cái cầu đó cùng màu, cùng màu để cho nó thể hiện cái tính thống nhất. Ví dụ như ở phía Nam nó sơn màu xanh thì mình cũng sơn màu xanh, thì chính quyền Ngụy nó tức quá nó lại sơn lại màu đỏ, mình cũng sơn màu đỏ đi cho giống nhau á. Thì nó là sơn ngược màu khác. Tức là nó cứ muốn chia rẽ, cứ muốn là khác biệt, mà mình là muốn bao giờ cũng có cái tinh thần thống nhất. Thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp bước lên cầu thì cũng bước đến nửa cầu thôi, chứ làm gì mình qua được bên kia. Đó, qua được bên kia thì đứng nhìn bên kia qua thử là có ai quen không, nhưng mà làm sao có ai quen được, là vì quê của ổng là tận lýa An Giang. An Giang ở gần tận cùng của đất nước, thế mà còn đây là giữa đất nước, nhưng mà cũng vẫn cứ nhìn may ra đâu là gặp chăng. Thế những ngày ở dưới tuyến gặp anh em bộ đội chiến sĩ, rồi gặp dân chài, gặp những người gác đèn biển ở đó, vẫn có cái đèn biển ở cửa Tùng á, đèn biển ở cửa Tùng, thì tạo cho nhạc sĩ Hoàng Hiệp có cái cảm xúc viết nên cái câu hò bên bờ Hiền Lương. Thì cái bài đó chính thức là ra đời năm 57. Tức là ổng đi thăm là năm 56, mà sau đó về thì mới viết năm 57. Trong kháng chiến chống Mỹ thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp còn có rất nhiều những cái các khúc phổ thơ nổi tiếng khác như là Cô Gái Vót Trông, mà thơ Molloy Joy, hay là Ngọn Đèn Đứng Gác thì thơ Chính Hữu, hay Đất Quê Ta Mênh Mông thì thơ Dương Hưng Ly, hay là Trường Đông, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây mà thơ của Phạm Tiến Duật, và rất nhiều tác phẩm khác nữa. Thì riêng cái bài mà Ngọn Đèn Đứng Gác tôi thấy là có những cái điều rất là hay liên quan đến cái bài đó là thế này. Giữa năm 1965 thì tức là 10 năm sau khi mà nhạc sĩ Hoàng Hiệp ra tập kết miền Bắc, thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp cùng một số văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác ở vùng Liên Khu Tư. Liên Khu Tư như chúng ta biết là Thanh Hóa, Nghệ An, tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Thì nơi này là ngày máy bay địch là ngày đêm bắn phá ác liệt rồi. Thì để mà báo động cho những cái đoàn xe bộ đội đi trên đường, hay là những bà con đi lại trên đường, thì là nhân dân ở đấy và thanh niên xung phong phải để những ngọn đèn. Ngọn đèn, hễ cứ ngọn đèn đó, ngọn đèn nó có hai cái kính, hai bên nó hai cái kính màu khác nhau. Nếu mà để màu đỏ là đăng báo động, mà để màu xanh tức là báo yên. Thì bài Ngọn Đèn Đứng Gác ra đời trong cái hoàn cảnh đó, mà dựa theo thơ của nhà thơ Chính Hữu. Sau ngày mà thống nhất đất nước rồi thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã chuyển hẳn công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh. Và ông lại có tiếp tục ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như bài Lá Đỏ, thơ Nguyễn Đình Thi, hay là Viếng Lăng Bác, thơ Viễn Phương, Con Đường Có Lá Mê Bay, thơ Diệp Minh Tuyền, hay là Chút Thơ Tình Của Người Lính Biển, thơ Trần Đăng Khoa, và Đồng Đội,
hay là nhớ về Hà Nội hay trở về dòng sông tuổi thơ, hay là thành phố tôi yêu, là những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Tôi nghĩ rằng là trong kháng chiến chống Mỹ, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã có những cái bài xuất sắc, nổi tiếng. Và sau 75 khi đất nước thống nhất thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp tiếp tục phát huy cái ưu điểm đó và cũng có những bài rất là xuất sắc. Nhưng trong đó thì có một cái bài Viếng Lăng Bác là một trong những cái bài hay trong số hàng trăm bài viết về Bác. Thì cái tháng 4 năm 1976 thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp và nhà thơ Viễn Phương cùng tham gia cái đoàn văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc và vào Viếng Lăng Bác. Riêng đối với nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì đã quá quen đối với Hà Nội và cũng đã từng Viếng Lăng Bác. Nhưng mà trong cái văn nghệ sĩ ở thành phố Hồ Chí Minh lúc bây giờ cũng có những người chưa từng ra Hà Nội, chưa từng Viếng Lăng Bác, thì cùng đi một đoàn cùng ra. Thì trong cái số đoàn đi đó, trong đoàn đi đó, trong số người mà đi đoàn, trong đoàn đi thì là có nhà thơ Viễn Phương. Thì nhà thơ Viễn Phương đã viết cái bài thơ Viếng Lăng Bác. Thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp sau đó về thấy cái bài thơ đó và đúng cũng là cái cảm xúc của mình khi vào Viếng Lăng Bác thì đã phổ bài thơ đó. Và thế là cái ca khúc Viếng Lăng Bác nó đã trở thành nổi tiếng. Cái bài Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp cũng là một cái bài rất nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Thì nhạc sĩ có thể nói thêm về bài này. Cái bài nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì có cái đặc biệt là phổ thơ nhiều. Nhưng mà riêng bài này là ổng làm lời luôn. Làm lời luôn. Thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp là quê là ở một cái làng Cù Lao nằm giữa sông Tiền, thuộc cái tỉnh An Giang. Thơ ấu của anh đó, mà đã nằm quê ở Cù Lao thì đương nhiên là xuống tắm sông rồi hằng ngày là đi qua sông. Thế thì những kỷ niệm vui buồn gắn bó với con sông quê hương rất là nhiều, đầy ắp. Sau năm 45 thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp là đi kháng chiến, đi rất là sớm, khi đó là ở tuổi mới lớn ông đã đi kháng chiến rồi. Mà suốt 30 năm trời tham gia kháng chiến trên khắp nẻo đường đất nước, ở Nam Bộ rồi đi ra Bắc, rồi đi vô miền Trung đến Vĩnh Linh chẳng hạn, thì tham gia kháng chiến trên khắp nẻo đường đất nước như thế, anh luôn nhớ đến cái con sông quê hương của mình. Và khi trở về làng cũ thì anh rất là bồi hồi xúc động, là vì thấy thế này, khi mà mình rời con sông quê hương mình đi thì mình đang là một cái anh thiếu niên nhỏ tuổi, thế mà bây giờ trở về thăm thì tóc đã bắt đầu hoa râm đã bạc rồi, nhưng mà con sông thì vẫn cứ trẻ trung như xưa, con người thì là già lên, con sông thì vẫn trẻ trung như xưa. Cho nên có thể nói là cái cảm xúc lúc bây giờ nó dâng trào lên và tạo cho anh viết cái bài Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ, làm luôn ca từ luôn, không có phổ thơ của ai cả. Nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì rất thành công qua những cái ca khúc phổ thơ, nhưng có những cái ca khúc khác của ông, cả phần nhạc lời đều do ông sáng tác. Có lẽ đó là những sáng tác rung động thật sự từ tình cảm và trái tim của mình, nên đã đi vào lòng người. Phải kể đến bài hát Nhớ Về Hà Nội. Nhớ Về Hà Nội. Đúng. Một trong những ca khúc hay nhất viết về Hà Nội. Những ai đã từng sống ở Hà Nội khi nghe bài này chắc không khỏi bồi hồi, xúc động, nhớ về thủ đô thân thương. Thì bài này là ra đời năm 84, tức là vào cái dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng. Chúng ta nhớ là quân đội Viễn chinh Pháp rời Hà Nội là năm 1954. Thì đến năm 84 là kỷ niệm 30 năm giải phóng. Thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp mới viết cái bài Nhớ Về Hà Nội. Thì sở dĩ viết là trong cái hoàn cảnh là những cái ký ức của mình về Hà Nội nó trỗi dậy trong lòng. Và biến thành cái cảm hứng để tạo nên cái hình tượng âm nhạc và lời ca trong cái bài hát mà Nhớ Về Hà Nội. Thế nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì sống ở Hà Nội khá lâu. Khá lâu. Thế nhưng mà cái điều gì mà ghi động nhất để mà ông có thể tạo nên cái xúc cảm để viết được cái tác phẩm hay như vậy? Thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp thì ở Hà Nội cũng khá lâu, tức là khoảng trên dưới 20 năm. Tức là 20 năm đối với một quá trình lịch sử thì là không là kể gì. Nhưng mà đối với con người, đối với một đời người thì 20 năm cũng là đáng kể. 20 năm đáng kể. Thì 20 năm mà sống ở Hà Nội như thế thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp có rất nhiều những cái kỷ niệm vui cũng có, buồn cũng có, mà rất là khó quên. Rất là khó quên. Và những cái cảnh vật thân thương,
những con đường này nọ, rồi cái thời gian đầu còn có tàu điện lan can, cho nên cái tiếng lan can tàu điện hình như cũng có đưa vào trong bài hát đó, bài hát. Rồi có những cái mùi hoa sữa, người thì thích người thì không thích, nhưng mà nó cũng là cái kỷ niệm của từng người. Rồi tháp rùa, chùa Một Cột, có thể nói là Hà Nội là rất là nhiều cái di tích lịch sử mà làm cho người ta có thể là nhớ. Thì tất cả những cái đó là nó là được nhạc sĩ Hiệp đưa vào trong bài hát. Nhưng có một cái nhạc sĩ Hoàng Hiệp không đưa vào trong bài hát. Nhưng mà anh em biết là khi 20 năm ổng sống ở Hà Nội á, ổng đã yêu một cô gái Hà Nội. Và ông cưới luôn cô gái đó. Và bây giờ thì chính là bà xã của ông hiện nay. Đó là cái là nhờ Hà Nội đã có một nửa của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Đúng rồi, một nửa. Cho nên là chính cái đó có lẽ là cái chất xúc tác để tạo nên được cái tác phẩm còn được sống mãi đến tận bây giờ. Tôi nghĩ rằng là cái riêng và cái chung á, một khi mà nó hòa quyện được với nhau thì nó trở thành một cái cộng hưởng rất mạnh. Cộng hưởng mạnh lắm. Có một câu chuyện về cộng hưởng như thế này. Một cái đoàn quân đi qua một cái cầu, mà khi bước đi một hai, cái tần số của nhịp đi ấy, nó trùng với tần số rung của cái cầu á, làm cho cái cầu nó sập luôn. Tất nhiên là cái sức nặng của cái đoàn quân nó không đến nỗi làm cầu sập, nhưng mà cái cộng hưởng của cái tiết tấu nhịp đi và cái độ rung của cầu. Cho nên trong sáng tác cũng vậy, cái chung với cái riêng, một khi mà nó đã cộng hưởng với nhau thì nó trở nên một cái sức mạnh kỳ lạ và tạo nên một cái tác phẩm nổi tiếng. Cho nên có thể nói là bằng cái tấm lòng, bằng kinh nghiệm, tất nhiên cũng phải có kinh nghiệm sáng tác, chứ không phải là anh nào cái cộng hưởng kiểu đó là ra sáng tác đâu. Phải có cái kinh nghiệm nghề nghiệp, rồi vốn sống tích lũy, thì nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác nên một cái ca khúc đậm đà cái tình cảm. Trong đó tất nhiên không nói đến, nhưng mà phải nói là chính ông nói đến quê của bà xã ông. Mà nơi đó ông cũng đã từng công tác lớn lên và được học tập ở Nhạc viện, ở trường âm nhạc Việt Nam. Và trong này có thể nói là bài hát đã đem một cái niềm tin yêu đến quần chúng yêu nhạc. Nhất là những ai có một cái câu là dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Đó. Cái ý rất hay. Vâng, đúng như vậy. Có khá nhiều các khúc hay viết về Hà Nội, nhưng mà nhớ về Hà Nội của Hoàng Hiệp nó có cái hay riêng của nó. Hay riêng của nó, hay riêng của nó. Mình không thể nói là bài này hay hơn bài kia. Ví dụ như bài Người Hà Nội Nguyễn Đình Thi cũng có cái hay của nó. Hay là Tiếng Về Hà Nội của Văn Cao. Nhưng mà mỗi anh có một cái hay. Cũng như là mỗi tác phẩm như là một bông hoa đẹp trong một cái vườn hoa. Thì một số thành viên trong các cái đoàn nghệ thuật Việt Nam mà đi biểu diễn ở nước ngoài á, thì về kể lại thế này, bà con Việt Kiều ở nước ngoài, mà những người, nhất là những người mà quê ở Hà Nội, kể cả những người là từng là sĩ quan quân đội chế độ cũ, hay là làm trong cái chính quyền cũ của Sài Gòn, bây giờ di tản ra nước ngoài, khi mà nghe bài này thì là cũng rất là xúc động, thậm chí có người khóc nữa. Mà anh em ở trong cái đoàn Văn Công họ đã chứng kiến và họ về họ kể lại như thế, chứng tỏ là bài này nó có một cái tác động rất mạnh, chẳng những trong nước mà cả ngoài nước, mà đối với những người Việt xa xứ nữa. Là anh là một cái tác giả viết về Hà Nội hay, cho nên cái năm 1994, bài này ra đời là năm 1984, nhưng mà 10 năm sau, tức là năm 1994, là kỷ niệm 40 năm giải phóng thủ đô. Và giải phóng thủ đô thì làm lễ đó thì có những cái hoạt động văn hóa rất là phong phú. Thì chính nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã được mời ra Hà Nội để mà dự cái hoạt động văn hóa đó. Thì anh là trở về với cái vòng tay yêu thương của Hà Nội mà anh đã từng sinh sống. Và cũng coi như về thăm quê vợ luôn. Về khúc thức của bài Nhớ Về Hà Nội thì có lẽ cũng rất đơn giản. Nhưng mà chỉ có một cái điểm đặc biệt là ông đã dùng cái trưởng và thứ trưởng và lẫn lộn nhau. Tức là mở đầu thì làm một cái đoạn trưởng. Trưởng, đúng. Nhưng mà khi lắng lại thì lại trở về thứ. Thứ. Vâng. Cái đó cũng là một cái thủ pháp rất hay. Vâng. Mà ngay trong cái đoạn trưởng nó có cái đôi chỗ. Ông là cho lèo lá sang thứ tiếng. Tức là nó thể hiện cái tình cảm người nó sao xuyến. Nó không phải là đi một cái đường thẳng tắp. Mà lúc thế này lúc thế khác. Nhưng mà tất cả tập trung nói lên được cái tình cảm đối với thủ đô Hà Nội. Mà tôi nghĩ rằng là khi mà anh trở về Hà Nội thì
tất nhiên là những cái kỷ niệm cũ nó trở lại bên mình rồi, nhưng mà cũng là một cái dịp thăm lại những cái di tích lịch sử mà của đất nước nổi tiếng, tháp Rùa, soi bóng bên Hồ Gươm, rồi những thành cũ Thăng Long, giống dấu xưa oai hùng đó, ảnh có dùng cái chữ đó rất là đẹp. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu. Một thời đạn bom, một thời dập bóng cây, tiếng ve dù những trưa hè, và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối. Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thẳm, nơi tháp Rùa nghiêm soi bóng, thành cô Thăng Long hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây. Xưa oai hùng Hà Nội ơi, nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình, và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh, đất rung ngoài tàn gạch nát. Em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới, bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình tràn niềm tin. Thành lối xe bước chân năm tháng đi về, và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra Đông Đa cầu Giấy. Ôi nhớ thủ đô năm ấy, ta đánh giặc trên mâm pháo, truyền thống cha ông gìn giữ non sông, từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng Hà Nội ơi. Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng, và nhớ bao khuôn mặt bên thân đã quen bước chân giọng nói. Ôi nhớ chiều 30 tên trên giữa đào hoa tươi thắm, đường phố đông vui chờ đón tân niên, là phút thiêng liêng lắng nghe thơ người Hà Nội ơi. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, đồ yêu dấu. Một thời đạn bom, một thời hòa bình.
chúng ta vừa có những giây phút lắng đọng trong tâm hồn để nhớ về Hà Nội qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Vân. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trương Quang Lục đã đến với chúng tôi trong chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.